Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin trình bày một cái chuyên đề đó là kỹ năng xử lý kỷ luật lao động và một số các cái điểm lưu ý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. Khi xử lý kỷ luật lao động hay là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không đúng quy định của pháp luật thì doanh nghiệp sẽ gặp phải những cái bất lợi khi mà người lao động khiếu nại, khởi kiện. Do vậy, xử lý kỷ luật lao động và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có cái ý nghĩa rất là lớn đối với cả doanh nghiệp. Về chế tài dân sự thì trong trường hợp mà người sử dụng lao động xử lý kỷ luật không đúng, pháp luật sẽ phải bồi thường cho người lao động khi mà họ khởi kiện ra tòa án theo cái quy định về bồi thường dân sự. Về chế tài hành chính thì căn cứ vào cái nghị định số 28 ngày 1 tháng 3 năm 2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động thì sẽ phạt tiền từ 5 cho đến 10 triệu đồng đối với những người sử dụng lao động xử lý kỷ luật lao động không đúng với trình tự và thời hiệu theo quy định của pháp luật. Ngoài ra thì phạt tiền từ 10 cho đến 15 triệu đồng đối với người sử dụng lao động khi mà xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có cái hành vi vi phạm nhưng lại không được quy định trong nội quy lao động và hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng pháp luật. Căn cứ theo cái điều 42 của Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những cái ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất là 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động trên cơ sở những cái bất lợi khi mà doanh nghiệp thực hiện việc xử lý kỷ luật lao động và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng pháp luật, tôi xin trình bày những cái nội dung như sau. Bài trình bày của tôi có hai phần, phần thứ nhất là kỹ năng xử lý kỷ luật lao động, à, trong đó có các cái tiểu mục như quý vị xem trên slide. Phần 2 là một số lưu ý khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Để quý vị hiểu rõ hơn về xử lý kỷ luật lao động, tôi xin đưa ra cái ví dụ thực tiễn thứ nhất. Đó là doanh nghiệp B xử lý kỷ luật sa thải một người lao động vì cho rằng người lao động đã tiết lộ bí mật thông tin của doanh nghiệp cho đối thủ cạnh tranh. Cách thức xử lý kỷ luật lao động của doanh nghiệp B như sau. Thứ nhất là họ đã tổ chức họp kỷ luật, thành phần họp thì bao gồm đại diện doanh nghiệp B, người lao động và luật sư bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Đồng thời tuyên bố kỷ luật người lao động và lập biên bản họp xử lý kỷ luật rồi ban hành quyết định sa thải người lao động người lao động đã không đồng ý với cái quyết định này và khởi kiện đến tòa án và tòa án đã xử buộc doanh nghiệp B phải bồi thường toàn bộ các cái khoản tiền lương người lao động đáng lẽ được hưởng nếu như không bị sa thải. Câu hỏi đặt ra là tại sao trong cái ví dụ trên tòa án lại xử buộc doanh nghiệp B phải bồi thường thiệt hại? Chúng ta cần phải xem xét những cái vấn đề pháp lý sau đây. Ví dụ vừa rồi thì chúng ta thấy kỷ luật lao động là gì? Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian công nghệ và điều hành sản xuất kinh doanh trong cái nội quy lao động. Điều này được ghi nhận tại điều 118 của Bộ luật Lao động. Từ định nghĩa trên ý, thì có thể nhận thấy rằng cái việc xử lý kỷ luật lao động được thực hiện trên cơ sở phải có đủ ba cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là người lao động phải có cái hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Thứ hai là cái hành vi vi phạm đó của người lao động phải được quy định cụ thể trong nội quy lao động. Và thứ ba là cái việc xử lý kỷ luật lao động phải áp dụng theo các hình thức được quy định trong nội quy lao động. Nếu như người sử dụng lao động có 10 lao động trở lên thì người sử dụng lao động phải có nội quy lao động bằng văn bản. Như vậy nếu mà dưới 10 người lao động thì cũng vẫn phải có nội quy lao động, nhưng nội quy lao động trong trường hợp này không nhất thiết phải bằng văn bản, có thể là bằng hình thức truyền khẩu hay là phát thanh trên loa để người lao động biết được cái nội quy lao động là như thế nào. Hiệu lực của nội quy lao động thì chúng ta thấy rằng nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và nội quy lao động phải được đăng ký với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi mà người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh. Nội quy lao động cần phải quy định những cái hành vi mà người lao động không được phép và hành vi này là cái cơ sở để người sử dụng lao động xử lý kỷ luật lao động căn cứ theo điều 120 cho đến điều 122 của Bộ luật Lao động. Về nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động phải chứng minh được cái lỗi của người lao động và phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động cơ sở người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa nhờ luật sư hoặc là người khác bào chữa. Trường hợp người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc là người đại diện theo pháp luật. Đồng thời, việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản căn cứ theo cái điều 123 của Bộ luật Lao động. Căn cứ vào các cái quy định trên đây quay lại cái ví dụ thực tiễn một, doanh nghiệp B đã không thực hiện đúng cái nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động cụ thể, doanh nghiệp B tổ chức họp kỷ luật lao động nhưng không có sự tham gia của tổ chức công đoàn, chính là tổ chức đại diện tập thể cho người lao động tại cơ sở. Dẫn đến tòa án đã xử buộc doanh nghiệp B phải bồi thường toàn bộ khoản tiền lương người lao động đáng lẽ được hưởng nếu như không bị sa thải. Về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động thì chúng ta cần lưu ý thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 6 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm. Tuy nhiên, đối với các hành vi liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì cái thời hiệu kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng căn cứ vào điều 124 của Bộ luật Lao động. Các cái hình thức kỷ luật lao động thì cần lưu ý đó là khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, cách chức và sa thải. Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động gồm xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động dùng hình thức phạt tiền cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động hay là xử lý kỷ luật lao động đối với những hành vi không được quy định trong nội quy lao động. Các cái kỹ năng cần thiết khi xử lý kỷ luật lao động trên cơ sở những cái điểm lưu ý vừa nêu, chúng ta cần phải đề nghị người lao động thành lập tổ chức công đoàn cơ sở căn cứ theo các cái quy định tại điều 5 điều 189 của Bộ luật lao động. Và theo đó, chúng ta cũng cần phải xây dựng nội quy lao động và đưa các cái hành vi vi phạm kỷ luật lao động vào nội quy lao động. Rồi xác định hành vi vi phạm của người lao động có trong nội quy lao động hay không trước khi mà đưa ra những cái quyết định xử lý kỷ luật lao động. Đồng thời phải lập biên bản ngay khi người lao động có hành vi vi phạm để tránh hết thời hiệu xử lý kỷ luật lao động. Ngoài ra, tổ chức họp kỷ luật lao động trong thời hiệu mời đủ thành phần họp trong cái trường hợp mà chưa có công đoàn cơ sở cần mời công đoàn cấp trên trực tiếp tham gia uh, trong cái cuộc họp này căn cứ theo khoản 3 điều 3 của điều 188 Bộ luật Lao động. Tôi xin sang phần 2 là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động người lao động bị ốm đau tai nạn đã điều trị nhưng khả năng lao động chưa hồi phục với một cái khoảng thời gian là 12 tháng liên tục đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 6 tháng liên tục đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn, quá nửa thời hạn đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một cái công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, rồi là do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những cái lý do bất khả kháng khác, người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc Trường hợp nữa là người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau khi hết cái thời hạn tạm hoãn hợp đồng 15 ngày tính từ ngày hết thời hạn tạm hoãn. Đó là những cái trường hợp đơn phương chấm dứt mà người sử dụng lao động được phép. Khi mà đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động cần phải biết là báo trước cho người lao động 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn và ít nhất là 3 ngày đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một cái công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Tôi xin nêu một cái ví dụ thực tiễn thứ hai. Doanh nghiệp A đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với một người lao động làm việc theo cái hợp đồng lao động có thời hạn là 3 năm. Lý do chấm dứt là người lao động thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ. Bằng chứng của cái việc không hoàn thành nhiệm vụ là do trưởng bộ phận báo cáo với ban giám đốc của doanh nghiệp này doanh nghiệp A không xây dựng bất kỳ văn bản nào liên quan đến cái tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động. Ở cách thức mà doanh nghiệp A cho người lao động thôi việc như sau. Mời người lao động đến họp nêu lý do chấm dứt hợp đồng lao động, sau đó đưa quyết định chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động và đồng thời trả tiền một tháng lương, tức là 30 ngày, cho người lao động thay cho cái việc thông báo trước việc chấm dứt hợp đồng lao động và người lao động không đồng ý với cái việc này đã khởi kiện đến tòa án và tòa đã xử buộc doanh nghiệp A thực hiện những cái việc sau. Thứ nhất là nhận người lao động trở lại làm việc và doanh nghiệp phải trả toàn bộ tiền lương cho người lao động trong cái khoảng thời gian họ không được làm việc cộng với 2 tháng tiền lương cho người lao động theo hợp đồng lao động vì tòa cho rằng doanh nghiệp đã chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Những doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cần phải lưu ý những cái trường hợp là người lao động bị ốm đau kéo dài và những cái trường hợp mà người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau khi mà tạm hoãn hợp đồng, đó là trường hợp người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động thì cần phải có cái căn cứ quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động do doanh nghiệp ban hành sau khi có ý kiến của tổ chức đại diện công đoàn cơ sở, qua đó doanh nghiệp phải quy định cụ thể tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của doanh nghiệp làm cái cơ sở để mà đánh giá thế nào là không hoàn thành công việc đối với người lao động liên quan đến việc trả tiền lương thay cho báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động có phù hợp pháp luật hay không theo những cái ví dụ trên thì chúng ta nhận thấy rằng là doanh nghiệp a đã không thực hiện cái việc báo trước theo quy định mà thay vào đó đã trả tiền lương bù vào với cái khoảng thời gian thông báo tuy nhiên đây không phải là một cái việc làm theo quy định của pháp luật nếu doanh nghiệp cần làm theo ứng này thì cần phải có sự đồng thuận của người lao động. Như vậy thì với cho rằng người lao động chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật. Liên quan đến lý do bất khả kháng khác theo quy định của luật, lý do bất khả kháng khác ngoài cái lý do thiên tai và hỏa hoạn quy định trong luật sẽ được hiểu là thuộc một trong các cái trường hợp sau đây. Căn cứ theo khoản 2 Nghị định 05 sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 148 năm 2018. Đó là cái trường hợp do địch họa, dịch bệnh, di rời hoặc thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trên đây là chuyên đề xử lý kỷ luật lao động và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp mà tôi trình bày với quý vị và các bạn. Hy vọng với chuyên đề này, doanh nghiệp sẽ phần nào có thêm được cái kỹ năng cũng như những cái điểm lưu ý cần thiết để xử lý những cái công việc cần thiết trong doanh nghiệp của chúng ta. xin cảm ơn quý vị và các bạn